Hello, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn, tên xin. Ok, chào các bạn đến với channel Lindo Vlog hoặc xem ở châu Phi. Ok nha mọi người, hôm nay ngày thứ bảy là ngày cuối tuần. Đây là có vợ làm bánh. Đây có một ít, lúc này vợ làm rồi. Bánh khác nhá, hôm nay vợ làm bánh khác nhá. Đây có con chơi về mê. Đấy, là con cháu Silo mới đua bánh ra để ra ngoài chỗ bán ô chơi sập của Lindo, các bạn cũng biết rồi. Đấy, hôm nay cuối tuần, hôm nay chỉ có cháu Silo bán, ngày mai ngày mai thứ hai là không chỗ không ở đây nữa, mọi người cũng biết rồi. Đấy, thì bây giờ là Lindo sẽ ra ngoài cửa hàng để mua tủ đà để vì tại nắng nóng rồi Lindo sẽ mua chủ lạnh để làm ít sữa chua của Việt Nam cũng như là sữa quả bắp ở bên này châu Phi nhá mọi người à. Đấy, để cho nó vừa bán nhá. Ok, bây giờ là Lindo sẽ nói chuyện về vợ, chắc là vợ chưa biết, chưa nói về vợ nhá mọi người à. Ok, xin phép một chút để nói về vợ nhá mọi người à. Ôi thế đúng không? Ê, à kì, cô dạy á, ngon lắm hề. Hôm qua Lindo làm bánh ngon đấy. Dạ, mà đã đi đâu? Marido vai comprar marca? Sim, obrigada. Para coisa, para... Tipo, esse dia já está ficar quente. Sim. E com muito calor. Sim. Também é para a mulher começar a vender aquele iogurte de vietnamita, que já nós costumamos fazer. Sim, obrigada. E também gelado sua chua com a Obenai, bem tchau fi. Yeah. Com gelado de muqua, né? Sim. Yeah. E também outras coisas. Que a mulher pode vender, que sangue, não é isso? Sim, obrigada. Sim, yeah. Yeah. Então, o marido agora vai comprar. Sim, obrigada. Yeah. Sim. Lídia, tchau, các bạn, né? Tchau, các bạn, né? Ok, nha, mọi người. Nói chuyện về vô rồi. Porque aí vai se facilitar mais a vender, né? Sim, vai facilitar a vender gelado. Com esse calor, quente, sim. Gelado, meter na praça. Não é na praça, porque a praça já vai sair, é frente da casa mesmo, né? Sim. Yeah. Chuẩn bị chắc là thứ hai, hôm nay thứ bảy, ngày mai thứ nhất, thứ hai là không chỗ không ở đây nữa, di chuyển khác, nhưng mà vào phải bán phế thuốc nha. Đấy, sửa chua cũng như là bánh nhà phế thuốc nha, mọi người đi lễ về là mua. Ok, bây giờ là Lindo ra ngoài cửa hàng để xem có chú đà, nếu có là Lindo sẽ mua luôn nhá mọi người ạ. Ok, mọi người đi cùng Lindo nhá. Ok nha mọi người, Lindo mới vào cửa hàng rồi. Đây có bán quả nhiều đó, là máy nổ cá tì, ghe cả những con cò các bạn ơi. Bây giờ Lindo sẽ vào để nói chuyện về chủ hàng nha mọi người ạ. Oh, chef. Yeah, chef anh ạ, vamos. Đây là chủ hàng nha mọi người ạ. Yeah. Ainda não estamos a precisar de ver os preços da arca. Yeah. Então, podemos ver só, por favor, e conversar. Daí lá. Chuhang, já mãe, olha. Calor, cajunco, TV, cati. Batngo, cabanoi. Fazer o quê? Cabano, mãe, gap fedi. Lamji dai, fazer o quê aqui? Comprei o parafuso para fazer o capa. Chắc là chuling. Nhiều phải đi sang đây mua cái đồ để làm nhá. Ok. Ok. Esqueceu. Đăng quan. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Fedi. Ok. Ok, không sao. Yeah. Ôi, các bạn ơi. Đây là có hai loại chủ lãnh nhé. Chủ lãnh. Ôi, đắt nhỉ. 850.000 quán. Ok. Yeah, chef. Đâu lúc này Lindo nói rồi để
làm mua cái chủ lãnh để làm nhá mọi người ạ. Yeah, chef. Esse aqui o preço 150. Tá caro, já? Já. O coisa, o chef, é assim, pode me tirar só um pequeno desconto. Pagação 146. 146. Mọi người ạ, 80.000 cho hàng này là trả 846.000 là cắt 4.000 nhá mọi người ạ. Ok, không sao. Ok, mua luôn chứ nữa. Yeah, podemos tirar. Mas essa aqui não é, essa é mostra, né? Não, essa aqui. Que vai ser mesmo essa aqui? Essa aqui. Ah, ok. Ok, ok. Ah. Me look nice hoy. Caixa desse. Me look nice hoy. Like, cái này luôn là hay là có cái khác, cái chỗ lạnh khác là ở trong hộp. Nghe chủ hàng nói là cái này, lại cái này luôn. Cái này mới mà. Chứ còn lại cái hộp để bỏ trong hộp nha mọi người ạ. À. Các bạn thấy chưa này? Bỏ trong ấy. Có cả chạy qua các bạn ơi. Có cả để bỏ đá. Ok. Bây giờ là mình chuyển về chủ hàng nha mọi người ạ. Để dùng như thế nào và Nga đổi được hay là không? Đấy. Yeah, chef. O coisa é assim. Será o que é, Rodolfo? Este tem prazo, hein? Mas a noite vem de churrasco. Do cheque mesmo. Pede tipo da. Como faz? Chuli dois dias, né? Yeah. O coisa. O chef. Esse aqui, tipo assim, o prazo é quantos dias? Garantia. Agora, de garantia, sim. Porque talvez que a gente, né, chega lá, como, fica como é que está, como é que é. Agora, garantia, porque a gente tem que saber essas coisas, né? Diga? A garantia, được đòi trong một tuần, không có gì cả, không bị cái gì cả, không được đòi. Qua một tuần, không bị cái gì cả là không được đòi, chỉ có một tuần thôi. Nếu bị cái gì cả là phải đổi là được. Chủ hàng cho một tuần thôi. Ok. Bây giờ là Lindo sẽ trả tiền luôn cho chủ hàng nha mọi người ạ. Đấy, Lindo đưa cái thẻ quẹt của quẹt thôi. Đấy, khôn lắm. Ngày xưa thế rồi không có thẻ quẹt. Năm nay rồi khôn lắm. Thế rồi khôn lắm. Chỉ có quẹt. Làm sao cầm cái thẻ là được tiền? À, có đi cũng. Chú Lý chỗ kia, phải làm nhanh nhé. Nhá. À, ok, ra cái giấy này. 846.000 quan ấy. Gigi Sangueve. Ah. Oh. Esse também é meu? Não. Esse aqui é dele. Ok. Agora, vamos só esperar. Então, temos que o apoio. Để transport. Đấy, không cần thuê xe nữa. Chủ hàng có xe bà căng rồi. Trở về nhà Lindo. Ok nha mọi người. Đấy, Lindo mua đem về nhà rồi. Đấy, đây có Domingo chào các bạn ấy. Ok, lo chào các bạn, mi tên Domingo. Đấy, lúc này Domingo thấy Lindo đưa cái chủ lãnh ở trong nhà. Domingo lại chạy để giúp Lindo nha mọi người ạ. Thì bây giờ là chỉ có bông để ném vào trong nhà nha mọi người ạ. Ok, đây là ông lái xe nhá. Anh lái xe nhá mọi người ạ. Yeah. Ajudação. Chào cô mãi. Ok, cũng biết luôn ạ. Khoan nào. Chào cô bác, Adriano. Ok, chào các bạn. Chào cô bác. Phải là chào các bạn. Chào các bạn. Các bạn. Các bạn. Yeah, ok. Adriano. Cũng biết à.
também sabe, né? E aí mesmo embaixo no chão mesmo. Não vai estragar mais aqui. Né? Rapaz, tá chegando o leite, chico lá. Rapaz, tava ali com a irmã, speed. Ah. Tava ali com a irmã. Isso. César, vamos passar por ali. Ya, ok. César? Sim. Oh, bolinho tá cheira aí, tá cheira bem, já? Aqui mesmo. Já, vamos meter ainda no chão. Ok, ok. Já, vamos meter no chão ainda no chão devagar. Ok, ok, ok. Ok. Yeah. Ok. Aí, yeah. Né? Yeah. Yeah. Aí, để đây đó. Thì lên đồ kiếm cái mày cái bộ lốc bộ tên ở tên kia mày cái tâm văn để cho nó chủ lánh ở tên ở phía tên cái tâm văn để không bị ở dưới nước không bị nước không bị gì cả. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, mano. Nós já estamos aí no trabalho. Okay. Yeah, yeah, nós já estamos aí no trabalho. Ok, ok. Sim, mano, yeah. Obrigado a ajudar mais. Sim, mano, ainda quero aqui ter bolinho. Obrigado. Ah, obrigado. Yeah, é verdade. Sim, obrigado. Lindo, nós já hai anha heoruan. Yeah, minha esposa está fazendo bolinhos para vender. Okay. Para vender. Okay. E o mano, ah, lindo, vai já hoje, để hồi anh này có biết cái chuẩn bị cái sắp này cái chỗ này di chuyển khác không? Mano, o mano também sabe que essa praça vai sair, né? Vai sair, okay. Vai lá no Camete, lá embaixo. Sim, senhor. Sim. Agora a minha mulher também está fazendo esse bolinho, okay. Para começar a vender um aí em frente da casa. Okay. Yeah, yeah. Uhum. Muito obrigado. Muito yeah. Agradeço muito, muito obrigado. Obrigada, sim. Eu. Okay. Yeah. Sim. Oh, Lídia. Obrigado. Yeah. Muito yeah. Trabalhar. Sim, sim. Tá yeah, yeah. 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 Aí, lugar pronto. Yeah. Ok. Uh-huh. Chefe Lee tá esperando, hein? Agora esperar boa. Agora, sabe, agora acho que vamos lá. Ah, o coiso. Vimos o cofre lá na loja. Lhe mandava uma cena aí. Os parafusos, né? Yeah. Ok. Aí estavam fazendo uma capoeira de galinha. Aham. Aí assim, vamos ter trabalho de parafuso aqui. A capoeira de galinha, a capoeira de pato. Lá na fazenda? Na fazenda. Ok. Yeah. Ok. Essa hora aqui. Ok. Yeah. Assim? Uhum. Ok. Ah, esse galinho fecha assim? Yeah. Yeah. Muito obrigado, Yama. Bom trabalho aí. Yeah. Ok, Yama, é lindo. Nem tu lanho verão. Bate lá. Tiến lindo ra de kiếm mai kikuk gake. Cũng như là cái tầm van để bỏ chu đá, chu lanho ở phía tiến. Ok, Lindo, mừng ngày, vui mừng ngày. Ok, lindo, bây giờ nói chuyện về vợ. Yeah, mulher. Coisa, o marido já comprou, tá aí, né? Sim. Esta aqui é para meter comida, sim. Né? Porque a praça também vai ficar distante. Também não é todos os dias aí comprar na praça, assim. Sim, obrigada. Essa aqui é para meter comida, sim. Também para fazer iogurte, sim. Gelado, e também coisa, picolé também. Sim, obrigada. Yeah, a mulher se quer vender, é só vender sim. Aí em frente do que? Da casa, né? Sim, obrigada. Yeah, e também, depois vamos, o marido vai imprimir um papel para escrever aqui, vende que, sim, só meter lá. Sim. Quem quer vai ver depois, é só perguntar, é só vir buscar para entregar, não é isso? Sim, obrigada. Yeah, sim. Por isso que o marido comprou isso aqui, fica sim, mais assim, obrigada. Fácil, né? Sim, muito obrigada. Yeah, sim. Agora, Maria, ainda vamos ver. Sim. Yeah, desculpa só. Sim. Yeah. Lídia, vem. Ah, tchau, Shiloh ainda. Tá vendendo, né? Sim, tá vendendo. É, tchau, Shiloh. Com tchau, Shiloh. Dá bonito. Ah! Lídia, bat no! Vá ver. Yeah, é assim, este aqui. Yeah. Este. É, tem lâmpada já quando noite. Não está vendo nada, aí já tem lâmpada. Sim, obrigada. É. Tem esse coisa de meter gelo, tem a chave, tá vendo? Para trancar. Sim. Chave. Yeah. Sim. É assim.
mete comida aí, gelado, aonde, aonde. Tá bom assim. Sim, obrigada, yeah. Mas parabéns. Lídia? Obrigada. Dá um beijo no papá. Vai, papá. Assim, 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 assim. Cumprimenta, papá. É bonito. Gostei. Yeah, obrigado. Sim, sim. Obrigado. Ok. Basila lindo se ra hang de ra cho de mua ngun liều để làm sửa chúa cũng như là sửa chúa của người dân châu Phi nhá mọi người ạ. Ok. Agora, marido, vai comprar já outras coisas para vir vender. Sim, obrigada. Yeah. Ok. Sim, sim. Ok, nhá mọi người. Hôm nay lindo mua được một cái chuồng lánh để bỏ đồ để cho bỏ bán. Đấy. Ok, mọi người theo video này hãy theo ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo Vlog và Sang Châu Phi để ủng hộ hai vợ chồng em nhá. Chào các bạn. Đi để chào các bạn đấy. Ờ là chào các bạn. Đi để chỉ có theo cái anh con của... này, thấy chưa? Ê, con này con gì nhỉ? Nhìn lá nhỉ? Ok, chào mọi người nhá. Chào các bạn.